Chiều ngày 16 tháng 8, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy xảy ra tại cơ sở chứa phế liệu trên địa bàn khu phố Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy bùng phát trong cơ sở phế liệu trên với diện tích cháy khoảng 45m², tổng diện tích cơ sở khoảng 300m². Chất cháy chủ yếu là giấy, bao bì, nhựa, thùng cát tông. Lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ Cứu nạn, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Dĩ An cùng sự hỗ trợ của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và cảnh sát khu vực của phường Đông Hòa tới hiện trường chữa cháy. Đến 13 giờ 5 phút ngày 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ hỏa hoạn, ngăn chặn cháy lan. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ngày 16 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Hoàng Long, sinh năm 1991, ngụ Hải Phòng, mức án 5 năm 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm, đồng thời phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng. Theo tài liệu, ngày 25 tháng 8 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại hai phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Long cũng bị bắt khẩn cấp khi đang ngồi chờ tại khách sạn này. Long khai đã thống nhất mức giá với người mua dâm là 15.000 đô la Mỹ, tương đương với số tiền 360 triệu đồng với mỗi gái bán dâm. Sau khi nhận 200 triệu đồng tiền đặt cọc của khách, Long thanh toán cho hai gái bán dâm với số tiền 60 triệu đồng một người. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng, Long hưởng chi tiêu cá nhân. Long còn khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số gái bán dâm khác là Hoa hậu, Á hậu, người đẹp trong giới showbiz ở Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, bị cáo này có thể thông qua đối tác nước ngoài để môi giới mại dâm cho một số người đẹp hoạt động trong giới showbiz của một vài nước châu Á khác với giá lên đến vài chục ngàn đô la Mỹ. Ngày 16 tháng 8, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến bé nhỏ 2 tuổi tử vong. Theo đó, khoảng 18 giờ chiều ngày 15 tháng 8, anh T, 38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, điều khiển xe ô tô đi làm về nhà ở đường Bình Nhâm 3, thuộc phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An. Khi vào sân nhà thì tông trúng con gái 2 tuổi khiến bé bị thương nặng. Anh T cùng hàng xóm đưa bé đi cấp cứu, tuy nhiên bé gái đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ngày 16 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm Nguyễn Quốc Hoàng cho biết, trước tình trạng tái diễn hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận, đặc biệt là khu vực đường tàu đoạn Trần Phú, Phụng Hưng, quận đã yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt, chấp hành nghiêm luật đường sắt, đảm bảo an ninh an toàn hành lang giao thông đường sắt. Theo đó, các phường tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có hiệu lực theo quy định của pháp luật, tất cả hộ đang kinh doanh vi phạm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt, để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt. Quận Hoàng Kiếm yêu cầu Công an quận chỉ đạo Công an các phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực không để khách du lịch đi vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh tại khu vực trên. Phòng Tài chính Kế hoạch quận phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường thiết lập hồ sơ xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh vi phạm quy định. Ngày 16 tháng 8, ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một trẻ em tử vong sau khi tắm suối tại khu du lịch Thời Nai, đường Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc. Thông tin ban đầu khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 8, em L, sinh năm 2017, quốc tịch Hoa Kỳ, cùng gia đình đến khu du lịch Thời Nai để ăn uống tắm suối. Trong lúc gia đình ngồi ăn uống tại sạp số 7, em L cùng một số trẻ nhỏ khác mặc áo phao xuống tắm. Quá trình tắm có lên ăn trưa và cởi bỏ áo phao. Đến 14 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện L có dấu hiệu đuối nước nên đưa lên bờ để sơ cứu. Lúc sơ cứu, em vẫn ói ra nước và thức ăn, có biểu hiện tím tái, hơi thở yếu. Sau đó em đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Đến ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc có văn bản đề nghị ông Phạm Hồng Tiến, sinh năm 1970, chủ cơ sở thời nay tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày 14 tháng 8 đến khi có thông báo được phép hoạt động trở lại. Lý do tạm dừng hoạt động là do không bảo đảm an toàn để xảy ra tình trạng đuối nước trên. Ngày 16 tháng 8, tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 3 năm 2023, bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã thông tin về tình hình giải quyết ngôi nhà 20 năm nằm giữa đường Võ Văn Kiệt. Trước đây là đường Hùng Vương, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu. Theo bà Bùi Thanh Nguyên, trước đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành quyết định thu hồi, bồi thường thì bà Hương không đồng ý và yêu cầu bồi thường tăng về giá, chỉ số sinh lợi. Gần đây, tổ công tác liên ngành kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc thì phát hiện trong quá trình ban hành văn bản hành chính có thiếu sót. Tổ liên ngành phát hiện nên kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu thu hồi các văn bản không phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Hiện tại, thành phố Bạc Liêu cũng đã thu hồi quyết định không phù hợp và ban hành quyết định mới. Tổ công tác cũng đã tiếp cận đối thoại thì gần đây nhất, hộ bà Hương đặt ra hai yêu cầu. Cụ thể, yêu cầu thứ nhất, bà Hương yêu cầu được hưởng bồi thường ở tuyến đường có giá cao nhất. Thứ hai, hộ bà Hương yêu cầu bồi thường phần đất lộ giới 270m2 vì đất này gia đình sử dụng trước. Về các yêu cầu nêu trên, bà Bùi Thanh Nguyên cho biết tổ công tác liên ngành và thành phố Bạc Liêu đang xác minh làm rõ. Nếu có cơ sở, sẽ tham mưu tỉnh giải quyết thấu tình đạt lý. Chiều ngày 16 tháng 8, Ban Chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho hay vừa bắt giữ tàu đánh cá số hiệu KG94337TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Thạch, 48 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chở theo 80.000 lít dầu DO nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số dầu trên. Qua đấu tranh khai thác, ông Nguyễn Văn Thạch khai nhận số dầu DO nói trên mua ngoài khơi để mang về bán lại cho các tàu đánh cá gần đảo Phú Quốc. Mỗi lít dầu thu lợi khoảng 800-900 đồng. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đóng trên vùng biển thuộc tỉnh Kiên Giang gồm biên phòng, cảnh sát biển đã phát hiện khoảng 30 vụ tàu cá chở tổng cộng gần 900.000 lít dầu lậu.